vết chém chí mạng. Ngày xưa ngày xưa, ở vương quốc nọ có vị vua già sống cùng ba chàng hoàng tử. Một ngày nọ, có một con quái vật từ rừng sâu bay tới vương quốc. Nó đi tới đâu, nhà cửa nơi đó đều bị phá tan tành. Quái vật lại đến rồi, chạy mau bà con ơi. Quái vật cứ phá hoại hết nơi này đến nơi khác trong vương quốc, khiến lòng dân bất an, cuộc sống thường ngày bị đảo lộn. Ta biết phải làm sao bây giờ đây. Thưa cha, xin cha hãy để ba anh em chúng con đi tiêu diệt quái vật. Nhất định chúng con sẽ giết được con quái vật, trừ hại cho dân lành. Không được, đường tới hang ổ của nó vô cùng nguy hiểm. Chưa kể con quái vật đó vô cùng quỷ quyệt, lại có sức mạnh khó địch lại nổi. Sao ta có thể để các con đi vào chỗ chết cơ chứ? Thưa cha, xin cha chớ có lo lắng. Ba anh em con đều tinh thông võ nghệ, sẽ tự biết bảo vệ lẫn nhau. Quái vật dù có đáng sợ thế nào cũng sẽ bị đánh bại mà thôi. Đúng vậy thưa cha, xin cha hãy yên tâm, ba anh em con sẽ sớm trở về bình an bên cha. Nước suối chảy rất xiết, các em hãy chú ý cẩn trọng khi đi qua suối. Chúng ta bắt đầu đi vào vùng đất của quái vật, vậy nên bất cứ hành động gì cũng cần phải thật cẩn trọng, không được khinh suất. Cứu tôi với, hỡi các chàng hoàng tử, xin hãy giúp tôi với. Hình như có tiếng ai kêu cứu thì phải. Em cũng nghe thấy, tiếng kêu vang lên rất nhỏ, hình như phát ra từ dưới suối thì phải. Xin các hoàng tử hãy cứu tôi với. Trời ơi, lần đầu tiên ta thấy một con cá biết nói. Tôi bị mắc kẹt ở đây đã 3 ngày trời rồi. Đúng vào lúc tuyệt vọng nhất thì trời rủ lòng thương cho tôi được gặp các hoàng tử. Rất tiếc là giờ bọn ta đang có việc nguy cấp, không thể nào giúp ngươi được vào lúc này. Đúng thế, bao mạng người còn đang bị đe dọa bởi con quái vật ngoài kia. Ai hơi đâu đi gỡ đống đá đó cho ngươi được cơ chứ. Hãy cố gắng ở đó ít bữa, nếu may mắn sẽ có người qua đây cứu ngươi. Trời ơi, ở nơi khỉ ho cò gáy này thì nào có ai đi ngang qua chứ. Tôi van các hoàng tử đấy, hãy bỏ bớt chút thời gian để cứu mạng tôi. Nếu còn tiếp tục bị mắc kẹt thì tôi sẽ chết mất. Tôi xin mang ơn các hoàng tử suốt đời. Thôi thì cá đã hết lời gian xin chúng ta như vậy, ta cũng nên giúp nó thoát khỏi tảng đá kia. Hai anh cứ đi trước, em xong việc sẽ đuổi theo luôn. Hey, em cũng rảnh thật đó Peter à. Vậy bọn anh lên đường trước đây. Tuyệt quá, vậy là ta đã thoát khỏi tảng đá quái quỷ kia. Cảm ơn cậu nhiều lắm chàng trai trẻ. Tôi không biết phải đền ơn cậu thế nào cho xứng với công sức cậu bỏ ra để giúp đỡ tôi. Chỉ là chuyện nhỏ mà, bạn đừng nên bận tâm làm gì. Hãy mau bơi đi tìm đàn của bạn, chắc cả đàn sẽ rất vui khi thấy bạn đó. Sao tôi có thể đi khi chưa trả ơn được cho cậu chứ. Cậu hãy nhúng thanh kiếm xuống dòng suối này đi. Nước suối ở nơi đây vốn được một phù thủy sống trên núi cao phù phép, nên sau khi được nhúng nước, sức mạnh của thanh kiếm sẽ tăng lên bội phần. Những điều cá nói mới kỳ lạ làm sao. Vùng đất này ẩn chứa thật nhiều điều quyền bí mà ta chưa từng biết tới. Có thanh kiếm thần kỳ này trong tay, cậu có thể tiêu diệt quái vật một cách dễ dàng. Quái vật đâu? Hãy mau ra đây, quyết chiến một trận với chúng ta. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không lẽ quái vật sắp xuất hiện hay sao? Chỉ có hai tên nhãi nhép mà cũng dám to mồm gọi ta ra đây sao? Ta nói cho các người biết, ta đã từng đánh bại cả một đội quân hùng mạnh. Với hai người các ngươi, chỉ một đường chùy của ta cũng đủ để các người tàn sát. Đừng có nhiều lời nữa, hôm nay chính tay ta sẽ lấy mạng ngươi. Còn quái vật xấu xa kia, ngươi đã gây ra thảm cảnh cho bao người dân trong vương quốc, tội của ngươi đáng muôn chết. Ta nói cho các ngươi hay, ta đã từng đánh bại cả một đội quân hùng mạnh. Với hai người các ngươi, chỉ một đường chùy của ta cũng đủ để các ngươi tàn sát. Chỉ có thế này mà đòi đánh bại được ta sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Một mình ta
dập cả hai người các ngươi luôn, để xem các ngươi đủ được đến bao giờ. Hãy xem ta giết ngươi bằng nhát kiếm này. Ôi, rõ ràng chính tay ta đã chém rất mạnh vào quái vật, vậy tại sao da của nó lại chẳng hề gì cơ chứ? Ngươi chắc đang ngạc nhiên lắm đúng không? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi sẽ không bao giờ có thể giết được ta, bởi ta vốn mình đồng da sắt, không đao kiếm nào có thể chém nổi. Giờ thì các ngươi hãy cầu nguyện lần cuối đi, bởi ta chuẩn bị kết liễu sinh mạng của các ngươi ngay tại đây. Quái vật, hãy mau dừng tay. Tại sao? Tại sao ngươi lại có thể đâm xuyên qua được lớp da của ta cơ chứ? Không thể nào, ta đã chiến thắng những kẻ mạnh nhất, vậy mà giờ lại bỏ mạng với một tên nhãi nhép thế này. Em xin lỗi vì đã tới trễ, các anh có bị thương ở đâu không? Bọn anh không sao, chỉ là mình mẩy xây xước nhẹ mà thôi. May mà em đến kịp thời, chỉ muộn một phút thôi là bọn anh đã bị con quái vật kia giết hại rồi. Nhưng làm sao mà em có thể chém được con quái vật vậy? Khi nãy dù đã dùng hết sức, anh cũng không thể nào chọc kiếm xuyên thủng được qua lớp da của nó. Tất cả là nhờ chú cá ban nãy ta gặp ở suối. Sau khi được em giúp thoát khỏi tảng đá, cá đã bảo em nhúng kiếm xuống dòng suối thần kỳ, nhờ vậy mà có thể chém con quái vật kia một cách dễ dàng. Thì ra là vậy, giờ quái vật đã bị tiêu diệt, chúng ta có thể trở về lâu đài được rồi. Vua cha biết được tin này chắc sẽ mừng lắm đây. Người đã lo đến mất ăn mất ngủ khi hay quái vật quấy phá cuộc sống của người dân, giờ thì gánh nặng trong lòng người đã được trút bỏ. Đúng vậy, từ nay dân chúng trong vương quốc sẽ được sống bình yên trở lại như xưa, không còn phải lo sợ điều gì nữa. Trời ơi, con quái vật biến đâu mất rồi? Rõ ràng khi nãy nó đã đổ gục dưới thanh kiếm của em mà. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Thật là kỳ lạ. Không lẽ nó có phép thuật có thể xuất quỷ nhập thần được sao? Chúng ta chỉ quay sang trò chuyện ít phút mà nó đã biến mất lúc nào không hay. Các anh hãy xem này, nếu nhìn kỹ sẽ thấy vệt máu trên mặt đất. Khả năng con quái vật bị thương nặng nên chưa đi xa được đâu. Chúng ta hãy lần theo vết máu để bắt nó lại. Vết máu đến hang này thì dừng lại. Khả năng đây là hang ổ của nó rồi. Giờ các anh hãy thả dây, đưa em xuống hang sâu để đuổi theo quái vật. Khi nào trở lên, em sẽ giật giật đầu dây để hai anh biết đường mà kéo. Chà, hang này sâu hơn mình nghĩ. Đúng là một nơi trú ẩn an toàn cho con quái vật kia. Không ngờ dưới hang sâu lại có một dòng suối lớn chảy thế này. Con quái vật thật độc ác, hẳn là nhiều người đã bỏ mạng dưới hang sâu vì nó. Lần này mình phải triệt hạ nó thì mới mong dân chúng được bình ổn sinh sống. Mình phải hết sức cẩn thận, đề phòng con quái vật bất ngờ tấn công, nếu không sẽ phải nhận kết cục thảm khốc như những người này. Thật không ngờ ở nơi hang động tăm tối này lại xuất hiện một lâu đài kim cương rực rỡ như kia. Lần này quả thật nó đã chết thật rồi. Giờ thì ta có thể yên tâm trở về bẩm báo với vua cha. Không ngờ bên trong tòa lâu đài lại chứa một vật báo tuyệt đẹp như vậy. Chưa bao giờ ta được trông thấy chiếc váy rực rỡ như vậy ngoài đời. Chàng là ai? Xin chàng hãy mau rời khỏi đây ngay lập tức, bởi quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nó sở hữu sức mạnh vô cùng khủng khiếp, dễ dàng đoạt mạng chàng trong nháy mắt. Xin nàng chớ có sợ hãi, ta là hoàng tử Peter, vì đuổi theo quái vật mà lần xuống hang sâu này. Nàng không việc gì phải sợ hãi, bởi ta đã chém chết quái vật rồi, xác nó hiện đang ở ngoài kia. Con quái vật đã bị chàng giết rồi ư? Đúng vậy, chính ta đã chém nó bằng thanh kiếm của mình và đuổi theo nó tới đây. Còn nàng là ai? Ta đã rất ngạc nhiên khi thấy có người ở dưới hang này. Trước kia ta sống một mình trong lâu đài kim cương tọa lạc trên đỉnh một ngọn núi cao. Một ngày nọ, quái vật mò tới bắt cóc ta về làm vợ và mang theo cả cung điện về đây. Thì ra là vậy. Giờ con quái vật đã bị giết rồi, ta sẽ đưa công chúa trở lên mặt đất. Chàng hãy chờ ta một lát, ta cần phải thu nhỏ cung điện để có thể dễ dàng mang theo.
thật kỳ diệu. Cả cung điện rộng lớn như vậy đã bị thu nhỏ vào quả trứng chỉ trong nháy mắt. Chàng hãy giữ hộ ta quả trứng này. Ta rất sẵn lòng, thưa công chúa. Các anh của ta sẽ kéo nàng lên trước, rồi ta sẽ lên ngay sau đó. Này anh, chúng ta cần bàn bạc một chuyện. Anh không thấy Peter lần này hời quá sao? Nó vừa giết được quái vật, lại cứu được nàng công chúa xinh đẹp nhường kia. Không chừng cha sẽ truyền ngôi cho nó thay vì anh đó. Ừ, anh đã không nghĩ đến điều đó. Em nói phải. Nếu nó thưa công trạng lên với cha, chả phải anh em ta sẽ ra rìa hay sao? Như vậy thì Dương Quốc sẽ về tay nó mất. Đúng vậy, giờ chúng ta đừng kéo nó lên làm gì. Hãy nhốt nó ở dưới hang sâu. Khi ấy, công trạng và cả nàng công chúa kia nghiễm nhiên thuộc về chúng ta. Như vậy chả phải lợi cả đôi đường hay sao? Rồi khi vua cha hỏi, ta cứ nói nó đã bỏ mạng ở đây rồi. Làm gì có ai biết cơ chứ? Sao bên trên đang kéo bỗng nhiên dừng lại thế nhỉ? Không lẽ có chuyện gì xảy ra chăng? Ôi, cứu tôi với! Sau khi sát hại Peter, hai người anh mang theo công chúa trở về vương quốc. Họ đe dọa không cho nàng nói ra sự thật, nếu không tính mạng nàng sẽ bị đe dọa. Thưa cha, sau bao ngày khó khăn nguy hiểm, anh em chúng con đã tiêu diệt quái vật, cứu nàng công chúa bị bắt dưới hang sâu. Tiếc là Peter đã không thể trở về. Thưa cha, trong lúc chạy trốn quái vật, Peter đã không may ngã xuống hang sâu mà chết một cách oan uổng. Trời ơi, vậy là ta đã mất đi đứa con trai út. Thật là đau đớn quá. Đúng là chẳng có cuộc chiến nào lại không có mất mát đau thương. Dẫu sao ta cũng được an ủi phần nào khi thấy hai con chiến thắng quái vật và trở về lành lặn. Sau khi cướp công giết quái vật của hoàng tử Úc, hai người anh tranh nhau cưới nàng công chúa xinh đẹp. Không biết giờ hoàng tử Peter ra sao, liệu chàng có sống sót thoát khỏi hang sâu đó không đây? Việc ta cần làm lúc này là trì hoãn đám cưới lại, chờ tới lúc chàng trở về vương quốc. Các hoàng tử, xin đừng tranh cãi nữa. Từ lâu ta đã muốn được mặc một bộ váy đính kim cương trong ngày cưới của mình. Ai trong số hai người mang tới bộ váy cưới mà ta ưng ý, ta sẽ lấy người đó làm chồng. Một chiếc váy đính kim cương sao? Điều đó quá đơn giản. Nhất định ta sẽ mang đến cho nàng bộ váy cưới đẹp nhất trên đời này. Ta sẽ cho mời những thợ may giỏi nhất nước để may bộ váy cưới đúng như ý nàng mong đợi. Kiểu gì nàng cũng sẽ đồng ý rằng ta mới là người xứng đáng trở thành chồng của nàng. Peter, liệu chàng còn sống hay đã chết? Chàng có mang được chiếc váy kim cương trở lại với ta không? Thưa công chúa, hai hoàng tử đã sai những người thợ may giỏi nhất vương quốc để tạo ra những chiếc váy đính kim cương vô cùng lộng lẫy. Bây giờ xin mời công chúa hãy chọn ra chiếc váy ưng ý nhất. Công chúa thấy sao về chiếc váy cưới này ạ? Nó được đính bởi hàng ngàn viên kim cương tím, loại kim cương quý giá nhất trần đời. Ta chả thấy nó đẹp gì cả. Thưa công chúa, chiếc váy cưới này do chính những người thợ may hoàng cung thực hiện, làm liên tục trong 10 ngày 10 đêm đấy ạ. Ta không thích chiếc váy này chút nào cả, trông nó mới rườm rà làm sao. Kìa, sao thợ may kia nhìn lạ quá? Anh ta lại đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt. Không lẽ có quốc tất gì hay sao? Peter, đúng là chàng thật rồi. Kìa, đúng là cái váy kim cương ta yêu quý nhất trên đời. Chỉ có chàng, người mang quả trứng thần, mới có thể sở hữu chiếc váy kim cương em cất giữ trong lâu đài của mình. Đúng, ta là Peter đây. Trời ơi, rõ ràng là hoàng tử Peter chết rồi mà. Không lẽ những gì hai hoàng tử đã nói là giả sao? Chẳng lẽ người chết có thể sống lại? Thật là một chuyện kỳ lạ. Hẳn là có quẩn khúc gì ở đây. Trời ơi, Peter, ta cứ ngỡ là con đã chết rồi. Thật may mắn là con vẫn còn sống và trở về bên ta. Hãy kể cho ta nghe những ngày qua con đã lưu lạc nơi đâu. Thưa cha, sau khi không may bị rơi xuống dòng suối dưới hang sâu, con may mắn được đàn cá cứu mạng. Đàn cá đưa con theo dòng suối trở lên mặt đất.
Sau đó, con may mắn được một người thợ may tình cờ đi ngang qua trông thấy và đưa về nhà tận tình chăm sóc. Nhưng sợ bị hãm hại nên con chưa dám về cung. Khi nghe được tin công chúa muốn có một chiếc váy kim cương để mặc trong ngày cưới, con đã mở quả trứng thần mà công chúa nhờ con cất giữ, quả phép ra cung điện kim cương. Sau khi lấy được bộ váy cưới cất giữ bên trong cung điện kim cương, con đã tìm cớ giả dạng một thợ may để mang nó tới đây, và công chúa đã nhận ra ngay lập tức. Thì ra là vậy, ta không ngờ để trở về đây con đã phải trải qua một hành trình vất vả gian nan đến vậy. Muôn tâu nhà vua, hoàng tử Peter mới chính là người giết quái vật. Vậy nhưng vì muốn chiếm đoạt công trạng của chàng, hai hoàng tử anh đã bày mưu tính kế hãm hại hoàng tử Peter, khiến chàng rơi xuống hang sâu. May mắn là chàng đã sống sót trở về được tới vương quốc. Cái gì? Hai con đã ra tay hãm hại chính em ruột của mình sao? Ta thật không ngờ các con lại dám làm điều nhục nhã và xấu hổ như vậy. Vì những lỗi lầm mà mình gây ra, hai hoàng tử anh bị đức vua từ mặt, bị buộc phải rời khỏi vương quốc. Sau đó ít lâu, đám cưới của hoàng tử Peter cùng nàng công chúa xinh đẹp đã diễn ra, và họ sống bên nhau hạnh phúc trọn đời. Hồng nhan bạc mệnh. Hoàng thượng, đố người bắt được thần thiếp đấy. Nàng đâu rồi, quý phi của ta? Thần thiếp ở đây cơ mà. Hoàng thượng mau tới đây đi. Cuối cùng cũng bắt được nàng rồi, chạy đâu cho thoát. Hoàng thượng chơi ăn gian, không chịu đâu. Quý phi của ta, lại đây với ta nào. Hoàng thượng. Hoàng hậu, hoàng thượng đang bận, không gặp người đâu, xin người về cho. Đúng là không ra thể thống gì cả. Hoàng thượng, người đã bị con hồ ly điền quý phi mê hoặc lắm rồi, suốt ngày quấn quýt bên ả không rời, thật là tức chết đi được. Ả điền quý phi đó đúng là một con hồ ly, dở đủ chiêu trò dẫn dụ, làm hoàng thượng say như điếu đổ. Cứ cái đà này đến ngay hoàng hậu của ta sẽ bị ả cướp mất thôi. Ta phải làm sao bây giờ? Hoàng hậu nương nương, thần có ý này, không biết có nên nói cho người hay không? Nói. Hoàng hậu muốn củng cố địa vị của mình thì hãy tìm một người khiến hoàng thượng say mê. Lúc đó hoàng thượng sẽ quên đi điền quý phi. Còn người kia đương nhiên là phải nghe theo lời hoàng hậu chỉ thị rồi. Như người thấy đấy, hậu cung mấy ngàn giai lệ, ta cũng đã tiến cử rất nhiều người, nhưng hoàng thượng cũng chỉ ngó ngàng ít hôm rồi lại chán nản. Chỉ có điền quý phi lắm chiêu trò mới khiến hoàng thượng như bị bỏ bùa mê thuốc lú như thế. Đấy là hoàng hậu chưa biết đó thôi. Thần nghĩ có một người có thể truất ngôi vị đệ nhất sủng ái của điền quý phi. Là ai? Đó là... Đàn tiếp đi, hay quá. Phiên phiên cô nương là số 1. Hoan hô phiên phiên cô nương. Phiên phiên cô nương đi rồi. Phiên phiên cô nương đừng đi, ở lại đàn tiếp cho chúng tôi đi. Xin các vị khách quan hãy bình tĩnh. Buổi biểu diễn của diễn viên cô nương hôm nay đến đây kết thúc. Xin các vị khách quan ngày mai hãy quay lại. Khách quan, diễn viên cô nương đã nghỉ rồi. Nếu khách quan vẫn muốn ngồi, để tôi gọi những người khác ra tiếp rượu ngài nhé. Tôi chỉ muốn vui vẻ với viên viên cô nương thôi, không cần ai khác. Vậy là ngài mới đến kỷ diện của chúng tôi lần đầu, chưa hiểu rõ luật lệ ở đây rồi. Viên viên cô nương tuy là kỹ nữ ở đây, nhưng cô ấy chỉ bán nghệ, không bán thân. Nói như vậy là cô ấy vẫn còn trong trắng. Tất nhiên là vậy rồi. Biết bao nhiêu người bỏ tiền ra để được nói chuyện với cô ấy còn khó nữa là... Vậy những điều tôi nghe được về vị cô nương này không phải là tin đồn, vẫn giữ được vẻ băng thanh ngọc khiết giữa chốn bùng lầy.
Dạ, đúng là như vậy đấy ạ. Vậy thì tốt rồi, tôi muốn mua cô nương ấy. Cái gì? Ngài muốn mua cô ấy ư? Ừ. Khách quan, ngài đang đùa tôi đấy à? Ngài có biết Diên Diên là người kiếm tiền chính của kỹ diện chúng tôi không? Chúng tôi không thể bán cô ấy đi được. Bằng này vàng, đủ để bà ăn sung mặc sướng cả đời rồi. Bà vẫn còn chê ít sao? Nói như thế là ngài coi thường Diên Diên của chúng tôi quá rồi. Cô ấy xứng đáng hơn nhiều so với số vàng này. Thế nên tôi buộc lòng phải từ chối ngài rồi. Xin ngài về cho. Ha! Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Bà có biết ta là người của ai không mà dám từ chối? Ta cho bà số vàng này là tốt lắm rồi. Bà còn muốn gì nữa? Khách quan, ngài nói như thế là có ý gì? Tôi không hiểu. Nhìn kỹ xem, đây là kim bài của ai? Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương thiên tuế. Ta đến đây là theo lệnh của hoàng hậu nương nương. Người ngoan ngoãn thì hãy giao người ra đây. Đừng để ta phải bẩm báo lại với hoàng hậu. Lúc đó, ngay cả kỹ viện này cũng biến mất cùng với ngươi, chứ chẳng còn hòm vàng nào nữa đâu. Dạ, tôi xin nghe theo sự sắp xếp của đại nhân ạ. Có chuyện gì mà nàng cứ nặng nặc mời ta đến đây bằng được thế? Có biết là ta đang chuẩn bị dùng bữa với Điện Quý Phi không? Hoàng thượng, xin người bớt giận, thần thiếp có món quà này muốn tặng cho người. Đảm bảo hoàng thượng sẽ rất thích. Quà gì thế? Dân nữ Trần Diên Diên tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế. Hoàng thượng. Bình thân, mau bình thân. Trước giờ trẫm vẫn thường nghĩ tiên nữ chỉ có trong truyền thuyết. Nào ngờ hôm nay là được gặp tiên nữ giáng trần bằng xương bằng thịt thế này. Đúng là đã được mở mang tầm mắt. Hoàng thượng, người quá lời rồi. Diên Diên, xem ra hoàng thượng đã có thiện cảm với ngươi rồi. Ta sẽ sắp xếp cho ngươi ở lại trong cung. Hãy hầu hạ hoàng thượng chu đáo nhé. Dân nữ xin nghe theo lời hoàng hậu dặn dò. Thơm quá, nàng không những đẹp lại còn thơm nữa. Tiếng đàn của nàng cũng thật là tuyệt diệu. Ta bị nàng hấp hồn mất rồi. Hoàng thượng, người hãy về ghế ngồi đi, để thiếp đánh đàn cho người nghe tiếp. Ta chỉ muốn ôm nàng mãi thôi. Ngày mai nàng đàn tiếp cho ta nghe cũng được. Từ giờ ta sẽ không cho phép nàng rời khỏi ta, dù chỉ là nửa bước. Kìa, hoàng thượng, người đừng thế mà. Ta muốn gặp hoàng thượng. Điện Quý Phi, hoàng thượng đang bận, người không muốn gặp ai cả. Quý Phi đừng làm thế. Bận, bận cái gì chứ? Người có nói với hoàng thượng là Điện Quý Phi ta tới không? Bẩm, nô tài đã nói rõ rồi, nhưng hoàng thượng vẫn nói là không gặp. Quý Phi về đi, đừng làm loạn ở đây nữa. Tức chết đi được. Điện Quý Phi, hoàng hậu nương nương. Sao, lại đến tìm hoàng thượng nhưng không được à? Chẳng qua hoàng thượng ham của lạ chút thôi. Sớm muộn gì, người cũng sẽ quay lại với thần thiếp. Hoàng hậu đừng vội đắc ý. Điền Quý Phi, muội cũng đã nhìn thấy dung nhan của Diên Diên rồi đấy. Đó không phải là của lạ tầm thường đâu. Lần này hoàng thượng đã quên muội thật rồi. Ả Diên Diên đó là người của hoàng hậu. Người muốn dùng ả để đối phó với thần thiếp đúng không?
muội cũng thông minh đấy. Xem ra ta đã không chọn nhầm người. Từ lúc Diên Diên vào cung đến giờ, hoàng thượng thậm chí còn không thèm nhắc đến muội, dù chỉ một câu. Ngươi đừng vội đắc ý. Nếu cô ta quả thật có bản lĩnh như thế, cô ta cũng sẽ không yên phận làm con cờ trong tay người đâu. Không khéo người lại tự chuốc dạ vào thân. Người nói thế là có ý gì? Người cứ chờ mà xem. Thần thiếp xin cáo lui. Tự chuốc dạ vào thân ư? Người nói sao? Cả nửa tháng nay hoàng thượng không thiết triều, chỉ quẩn quanh bên Diên Diên ư? Dạ, đúng là như thế thưa hoàng hậu. Xem ra lần này hoàng thượng mê đắm Viên Viên cô nương còn hơn rất nhiều so với Điện Quý Phi trước đây. Người lại còn bỏ bê triều chính, không phê duyệt tấu sớ, khiến bá quan văn võ trong triều rất bất bình. Lẽ nào ả Điện Quý Phi đã nói đúng? Nước cờ này ta đã đi sai rồi sao? Nương nương, người nói nước cờ gì cơ? Ả Diên Diên này xem ra còn lợi hại hơn Điện Quý Phi. Ta sợ giữ ả lại, ả cũng không giúp được gì cho địa vị của ta, thậm chí còn là mối đe dọa nữa. Nhưng thần thấy Viên Viên cô nương rất biết điều, luôn nghe lời hoàng hậu mà. Ả vốn xuất thân là kỹ nữ thanh lâu, ta không tin giữa chốn bụi trần đấy mà vẫn giữ được cái tâm trong sạch. Nhất là khi bây giờ thời thế đã khác, ả đang chiếm ưu thế, lẽ nào lại không sinh lòng bất chính? Vậy giờ nương nương tính sao? Ta đã có cách rồi, người cứ lui về trước đi. Vâng thưa hoàng hậu. Nàng nói sao? Đưa Viên Viên ra khỏi cung ư? Không được, ta không đồng ý. Kìa hoàng thượng, người nghe thần thiếp nói đã. Thiếp biết hoàng thượng rất yêu thích Diên Diên, nhưng xuất thân của nàng ta vốn là kỹ nữ. Nếu cho nàng ta một danh phận, chắc chắn bá quan văn võ sẽ phản đối, thậm chí có thể dừng sớ đòi xử nàng ta tội chết vì dám khiến hoàng thượng bỏ bê việc chính triều. Mấy ngày hôm nay hoàng thượng cũng không lo phê duyệt tấu sớ, không thiết triều, nên họ càng có cớ để phản đối. Vì vậy thần thiếp mới nghĩ đến cách tạm thời đưa Diên Diên ra khỏi cung. Chờ mọi việc trong triều lắng xuống, thiếp sẽ tìm cho Diên Diên một danh phận khác. Lúc ấy, người có thể đường đường chính chính đón nàng ta quay lại mà không sợ điều tiếng gì cả. Làm như vậy được sao? Nàng định gửi Viên Viên ở đâu? Hãy để nàng ta tạm lánh ở nhà quốc trượng Chu Khê. Quốc trượng không có con, để nàng ta những ông ấy làm cha nuôi, như vậy sẽ rất thuận lợi. Hoàng hậu, nàng đúng là suy nghĩ thấu đáo. Được, vậy cứ làm theo ý nàng đi. Trẫm cũng không muốn Viên Viên bị đám bá quan kia chỉ mũi nhọn tấn công. Dạ. Cứ tưởng được vào cung, cuộc đời của mình sẽ bước sang một trang khác. Nhưng hóa ra mình cũng chỉ là quân cờ trong tay hoàng hậu mà thôi. Không biết họ sẽ để mình ở đây bao lâu, rồi đưa mình đi đâu nữa. Tại sao muốn sống một cuộc sống bình yên cũng khó vậy? Ta đâu có muốn tranh đấu với ai đâu. Cô nương, cô không sao chứ? Tiểu nữ không sao, cảm ơn ngài. Ta đến phủ của Chu Khuê đại nhân rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào gặp cô nương. Hình như cô nương mới tới đây. Dạ, tiểu nữ mới được người ta đưa đến đây ạ. Xin hỏi ngài là? Ta là tướng quân Ngô Tam Quế, thật vinh dự khi được gặp cô nương ở đây. Còn cô nương, xin cho biết bí danh. Tiểu nữ là Trần Viên Viên. Trần Viên Viên? Ta nghe nói
ở Giang Tô có một đệ nhất mỹ nhân tên là Trần Viên Viên, không phải là nàng đấy chứ? Dạ, tiểu nữ. Với nhan sắc mỹ miều này thì người đó chắc chắn là nàng rồi. Đúng là quả như lời đồn, phải nói là một vẻ đẹp và khí chất bất phàm. Tướng quân, ngài lại trêu tiểu nữ nữa rồi. Tiểu nữ quả không dám nhận. Nàng xứng đáng mà, đừng khiêm tốn như vậy. Tiểu nữ cũng nghe danh tướng quân oai hùng khắp chốn, nay gặp mặt quả là danh bất hư truyền. Ngô tướng quân, ngài đến rồi sao không vào trong làm ta chờ mãi? Ta vào ngay đây. Không hiểu sao, từ lúc gặp ngài ấy, con tim mình cứ thổn thức rạo rực. Ngài ấy thật oai phong dũng mãnh, nhưng cách nói chuyện lại rất nhẹ nhàng. Lẽ nào ta đã phải lòng ngài ấy rồi? Nhưng ta giờ làm gì còn tấm thân trong sạch nữa, làm sao xứng với ngài ấy? Hơn nữa hoàng hậu chắc gì đã buông tha ta. Ngài nói sao? Ngài muốn lấy Viên Viên cô nương làm vợ ư? Đúng vậy, ngay từ lần đầu gặp gỡ, ta đã cảm thấy ta phải lấy bằng được cô ấy làm vợ. Ta không hiểu vì sao cô ấy lại có mặt ở đây, nhưng ta nghĩ là ông sẽ giúp được ta. Ngô tướng quân, ngài không biết đấy chứ, cô ấy vốn là người của hoàng hậu đưa vào cung để mê hoặc hoàng thượng, nhằm thực hiện kế ly gián với Điền Quý Phi. Nhưng hoàng thượng lại si mê cô ấy đến mức bỏ bê cả triều chính, nên hoàng hậu mới đưa đến đây tách họ ra. Có chuyện đó sao? Mặc dù không biết cô ấy có thể quay trở lại cung hay không, nhưng cô ấy vẫn là người của hoàng thượng, ngài không thể lấy làm vợ được. Chưa kể xuất thân của cô ấy vốn là kỹ nữ. Ha, ta biết hoàng hậu là người thế nào. Bà ta sợ lung lay địa vị nên mới đưa Viên Viên rời đi. Nếu thế thì cô ấy làm gì còn đường quay lại, điều này lại càng tốt. Ý ngài là... Đích thân ta sẽ bẩm báo với hoàng thượng, xin ngài ban hôn cho ta và Viên Viên. Ta là võ tướng trụ cột của triều đình, hơn nữa lại sợ quần thần dị nghị, nên hoàng thượng chắc chắn sẽ đồng ý. Ngài không ngại xuất thân của cô ấy ư? Đối với ta chuyện đó không quan trọng. Ta cảm nhận được cô ấy là một người phụ nữ tốt, chẳng qua bị dòng đời xô đẩy. Thôi, ta phải vào cung luôn đi. Viên Viên, nàng đã nghe được chuyện ta nói với Chu đại nhân rồi đúng không? Tiểu nữ, tiểu nữ không cố ý, xin tướng quân thứ lỗi. Nếu nàng đã nghe rồi thì ta cũng nói luôn, ta muốn lấy nàng làm vợ, nàng đồng ý chứ? Thiếp làm sao xứng chứ? Chỉ cần nàng chấp thuận thì nàng sẽ là vợ của Ngô Tam Quế ta. Tướng quân, làm vợ ta nhé, ta sẽ cho nàng một cuộc sống hạnh phúc. Dân, thiếp đồng ý. Chúc mừng Ngô đại tướng quân. Chúc mừng Viên Viên cô nương. Từ giờ nàng đã là vợ của ta rồi, nàng đẹp lắm. Tướng quân, thiếp hạnh phúc lắm. Thiếp không nghĩ là có một ngày thiếp gặp và làm vợ người mình yêu thương. Kìa, ngày vui thế này sao nàng lại rơi lệ? Thiếp xuất thân hèn kém, chỉ là một kỹ nữ, lại từng vào cung hầu hạ hoàng thượng, vậy mà tướng quân vẫn không chê bai thiếp. Thiếp cảm kích vô cùng. Ta biết tuy nàng là kỹ nữ, nhưng chỉ bán nghệ không bán thần. Còn việc phải vào cung là do sự sắp xếp của hoàng hậu, nàng ngoài nghe theo lệnh cũng chẳng thể làm gì khác. Trước giờ nàng đã chịu nhiều cực khổ, phải sống theo chỉ thị của người ta. Giờ thì nàng có thể tự do làm điều mình muốn rồi. Ta sẽ luôn ở bên nàng. Tướng quân, thiếp cảm ơn người. Viên Viên, ta yêu nàng. Quân tâu hoàng thượng, hiện giờ giặc phương Bắc đang lăm le xâm lược nước ta. Trong nước thì Lý Tự Thành cầm đầu phiến quân phản loạn, cũng đang nung nấu ý định tấn công vào kinh thành. Xin hoàng thượng hãy ban kế sách để đối phó với bọn chúng. Các khanh có cao kiến gì không? Theo thần, việc giặc phương Bắc đang là vấn đề cấp bách, nên ta hãy giải quyết mình đó trước.
còn trong nước, Lý Tự Thành cũng đã nhiều lần thất bại, nên cuộc khởi nghĩa lần này cũng không đáng lo ngại lắm. Được, bệ trẫm hạ lệnh Bình Tây Vương Ngô Tam Quế hãy đưa quân về biên ải để chống giặc, lập tức lên đường. Hoàng thượng anh minh, thần tuân chỉ. Nàng ở nhà hãy bảo trọng, ta đi rồi sẽ sớm trở về. Chàng cũng bảo trọng nhé, thiếp sẽ đợi chàng. Hoàng thượng, không xong rồi, Lý Tự Thành đã dẫn quân đánh vào kinh thành, sắp sửa tiến vào hoàng cung rồi. Sao? Sao cơ? Lý Tự Thành đánh vào hoàng cung rồi ư? Tướng quân Ngô Tam Quế đang ở biên ải, không thể về kịp để cứu giá. Hoàng thượng, ngài mau lánh đi. Trốn, trốn đi. Hoàng đế Sùng Trinh sợ quá đã thất cổ tự tử rồi. Cũng phải thôi, Ngô Tam Quế không ở kinh thành, làm gì có ai bảo vệ ngươi chứ. Giang Sơn này từ nay sẽ nằm trong tay Lý Tự Thành ta. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngô Tam Quế, ngươi cứ dẹp giặc phương Bắc cho ta đi. Còn vợ ngươi, đệ nhất mỹ nhân Giang Tô Trần Viên Viên sẽ thuộc về ta. Khốn kiếp, ta mới rời khỏi kinh thành mà Ngai Vàng đã rơi vào tay Lý Tự Thành. Đã thế, hắn còn dám bắt vợ của ta đi nữa. Tướng quân, giờ chúng ta phải làm sao ạ? Tất cả kéo quân về kinh thành, ta phải giết chết tên khốn Lý Tự Thành. Mỹ nhân, hãy quên tên khốn Ngô Tam Quế đó đi. Từ giờ, nàng sẽ là hoàng hậu của ta. Tránh xa ta ra. Ngươi mà còn tiến đến, ta sẽ chết cho ngươi xem. Nàng bình tĩnh, đừng làm điều gì dại dột. Ta sẽ không lại gần nàng nữa. Cả đời ta, chỉ có một phu quân là Ngô Tam Quế mà thôi. Dù ngươi có bắt ta về đây, ta cũng sẽ không theo ngươi đâu. Hoàng thượng, Ngô Tam Quế đang dẫn quân tấn công vào kinh thành. Tướng quân đã trở về rồi. Được lắm, đã đến lúc hành động rồi. Truyền lệnh của ta, chém đầu tất cả người nhà họ Ngô, rồi đeo trước cổng thành, coi như là món quà tặng hắn khi trở về. Ngươi! Ngô Tam Quế vừa kéo quân trở về tới cửa cung, thì chứng kiến toàn bộ gia tộc của mình đã bị chém bêu đầu. Không chịu được cú sốc, ông đã ngã ra đất bất tỉnh. Còn Viên Viên phải rời xa người mình yêu, đã xuống tốc đi tu rồi qua đời trong đau khổ. Bibakit, siro tăng đề kháng cho trẻ sơ sinh từ châu Âu, giúp bé khỏe mạnh, ăn ngon, giảm ốm vặt nhờ công thức hoàn chỉnh 3 trong 1 với 18 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Có Bibakit, bé lớn khỏe, mẹ an tâm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!